này trời cũng về chiều rồi. Mẹ ơi cơm canh đến bữa có con lại dâng mời mẹ dậy ăn cơm. Trời đã về chiều rồi ơi ơi mẹ ơi, trời đã ơi về chiều rồi. Mẹ ơi mẹ về nơi chim suối có con xót xa đau à lòng. Mỗi bước đi lại cách xa mỗi
đưa phong linh hồn của mẹ. Mẹ ơi, cho con lúc này đây là con gái út của mẹ. Cả cuộc đời cha mẹ vất vả gian nan, tần tảo sớm mông để nuôi cho chúng con khôn lớn trưởng thành. Này các con đã yên về gia thất, cái tuổi 88 đó các con mong cho cha cho mẹ trường thọ. Nhưng có ngờ đâu mẹ lại cất bước ra đi về với tổ tiên. Mùa hội Vu Lan năm tới thì các con đâu còn thấy mẹ để mà báo ân công đức sinh thành. Giờ đây thời gian thì cũng trôi dần về lúc tuổi chiều tôi. Cho con gái út của mẹ mượn tiếng kèn thay lời vĩnh biệt. Còn cùng cái út của mẹ này, con đi cái út ơi của mẹ đây, thương. Chẳng biết nói gì, tuần cơm chia ly vĩnh biệt buổi chiều, cho các con mượn tiếng kèn để thay lời tri ân vĩnh biệt, để cung thỉnh mẹ về biến thường lai long. Cũng vậy mà thôi. Mẹ ơi, cơm cạnh đến bữa các con lại bưng mời mẹ ăn. Come on.
cơm đạt bạc. Các con đặt trước bàn thờ, mẹ ơi nhưng chỉ thấy bác đời đùa chờ, chẳng thấy mẹ à. Mẹ ơi con gái con rể các con bước vào cung đình mời mẹ về hiến nướng lại lòng. Biết nói gì mẹ ơi, tôi đành nghiến răng gạt để tiễn mẹ đi về cõi vĩnh hà. Thank you.
đưa vong linh hồn của bà ngoại cho cháu lúc này đây tên gọi là cháu Sơn, có đôi lời góp ơn bà trong giờ phút cuối cùng để chia tay vĩnh biệt bà ngoại, mai tiến đưa bà về chốn vĩnh hằng yên giấc ngàn thu. Thank you.
thấy gần tới rồi. Xin kính thưa vong linh hồn của bà ngoại, bà ơi, giờ đây thì thời gian cũng trôi dần về lúc buổi chiều tối, cho cháu là cháu lời, cháu mượn đến ghèn để thay lời than tiếng khóc, để chia tay với miệt bà ngoại, mai đưa tiến vào về chốn Vĩnh Hằng. Cho cháu tên gọi là cháu lời, mượn tiếng ghèn thay lời than Vĩnh Việt. Con thế nào chưa khóc nó. Oh,
tiếng khóc của cháu Lời khóc bà ngoại. Tiếng khóc than lúc này đây là truyền đời của hai cháu, tên gọi là cháu Hương với cháu Thanh. Hôm nay nhận được tin cô ra đi về với tổ tiên, chúng cháu về đây thắp lên nén nhang trầm rồi gửi đôi lời khóc than vĩnh biệt để chia ly, mai đưa tiến cô về với đất mẹ, về với tổ tiên. Cô ơi khóc lời vĩnh biệt rõ ràng, cô hãy chứng tâm. Hai cháu Hương với Thanh, hai cháu với Thanh. Lúc chia ly vĩnh biệt mà nỗi lòng cháu xót xa, ba niềm thương ba dần, ôi ơi cô, cô ơi.
nhìn lên nhàn đi vòng hoa, mà đôi bên mang dòng chữ xót xa vô cùng. Vong linh hồn của cụ, cụ ơi, cho chấp lúc này đây là chấp hoài, chấp là con của mẹ mi, nay ở nơi xa nghe được tin cụ qua đời, nhưng đường đất xa xôi, chấp không về với cụ được, cho chấp mượn tiếng kèn để thay lời than tiếng khóc, chia ly với cụ trong giờ phút cuối cùng. Thank you.
sau đây tiếng khóc than này được trả lời của hai cháu chốt tên phố chốt phần là tình nghĩa là số này có được lời khóc than viết biệt là lần sau cuối đây là cục chip đấy thì ạ, chip là bộ nhớ đấy. Thank you.